Thưa các cụ, kính thưa toàn thể nhân dân, kính thưa các gia đình có các cụ tuổi trần và các ông các bà tuổi trần, nhân dịp đầu xuân năm mới xuân Giáp Thìn 2021, được sự nhất trí của lãnh đạo thôn Lũng Giàng, hôm nay ngày 5 tháng riêng 172 cụ ông bà tuổi trong bản hội đồng liên tuổi trần thôn nhà cùng các gia quyến đem lễ gia đình làng để làm lễ thành hòa. Tới dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Lý, bí thư chi bộ thôn, ông Nguyễn Đức Minh, trưởng thôn, ông Nguyễn Thị Thoái, trưởng mặt trận và ban tổ chức. Chúng tôi xin được kính mời các cụ đau các bà ổn định trật tự để buổi lễ chúng tôi xin được bắt đầu. Kim hai giới các cụ cùng toàn dân đỉnh lễ thành hoàng ngũ bá